Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về hệ thống đăng ký cấp CO trên cái trang web là ecosic.government.vn. Thì đây là cái website để mà bạn đăng ký để mà thực hiện được xin được cấp cái CO chứng nhận xuất xứ hàng hóa ấy. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái trang web là ecosic.government.vn. Và trong web này thì giao diện nó sẽ thể hiện ra như thế này cho các bạn. Trường hợp mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào cái nút là đăng ký tài khoản để tạo ra xin cấp một cái tài khoản. Đây thì đăng ký tài khoản các bạn sẽ điền các thông tin đầy đủ vào đó. Thì những chỗ nào mà có dấu sao đỏ là những chỗ đó bắt buộc. Đầu tiên là loại hình doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp tư nhân, cổ phần hay công ty doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn gì đó các bạn chọn. Rồi loại hình kinh doanh của các bạn, nghiệp sản xuất thương mại hay là sản xuất và thương mại. Rồi phòng ban quản lý là phòng ban nào, ví dụ như văn phòng đại diện Hồ Chí Minh. Rồi mã số thuế công ty này, tên doanh nghiệp tiếng Việt, tên doanh nghiệp tiếng Anh, rồi địa chỉ tiếng Việt, địa chỉ tiếng Anh, địa chỉ phường, địa chỉ tiếng Anh, phường xã tỉnh thành phố, vân vân, nó điền đầy đủ. Rồi dưới tiếp đến là cái tài khoản thì tự động cái tài khoản này sẽ lấy theo cái mã số thuế, tức là cái tên đăng nhập của tài khoản á, sẽ tự động lấy cái mã số thuế. Rồi tiếp đến là cái mật khẩu để đăng nhập thì các bạn sẽ gõ vô cái mật khẩu vô, rồi nhập lại cái đúng cái mật khẩu đó. Rồi tiếp đến dưới này là cái email, thì các bạn điền chính xác cái email của mình vào, điền chính xác email của mình vào, rồi nhập lại cái email này. Rồi ở bên cạnh là các file đính kèm, đầu tiên là mẫu chữ ký của người được ủy quyền đó. Thì các bạn tải cái link link tải mẫu đơn này về tải cái link này về đây, cái mẫu đơn này. Rồi sau đó các bạn sẽ điền đầy đủ ký đóng dấu của doanh nghiệp rồi scan vô lại. Rồi sau đó các bạn lại gửi lại lên đây, scan, sau khi scan vô lại các bạn chọn cái file để đính kèm vô. Rồi ở dưới là bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các bạn chọn chọn file bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Rồi bản sao có dấu giấy chứng nhận đăng ký hoàn số thuế, rồi danh mục các cơ sở sản xuất ra hàng hóa đó. Thì sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin rồi, các bạn nhấn đăng ký thì hệ thống sẽ cấp cho các bạn, gửi cho các bạn một cái tài khoản vô cái email của các bạn đó. Thì lúc đây các bạn sẽ có được cái tài khoản để đăng nhập vô cái hệ thống này đó. Thì sau khi mà có cái tài khoản xong thì các bạn sẽ nhập vô đây cái chỗ tên đăng nhập và mật khẩu này. Đây, sau khi nhập tên đăng nhập mật khẩu xong, các bạn bấm đăng nhập. Rồi như thế này là các bạn đã đăng nhập được thành công vào cái hệ thống Ecosys để các bạn thực hiện là đăng ký để cấp CO. Rồi xin chào các bạn.